Thưa quý vị, sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy, muốn tiến bộ mãi thì phải học tập. Thấm nhuần lời dạy đó của Bác, nhiều năm qua, ông Nguyễn Minh Trưng ở xã Long Thuận, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp đã thực hành không ngơi nghỉ để làm tấm gương đề cao sự học tập cho con cháu trong gia đình và tiếp sức để khơi nguồn tri thức, giúp cho nhiều học sinh sinh viên ở địa phương vững tin hơn trên con đường học tập. Về Cù Lao Long Thuận, hỏi về ông Nguyễn Minh Trưng, tên thường gọi là ông Tư Trưng, cùng với thành tích hiếu học của gia đình ông, thì có rất nhiều người biết đến. Tất cả 10 người con của ông đều được dạy bảo học hành đến nơi, đến chốn. Hiện ai cũng có nghề nghiệp ổn định và thành đạt trong cuộc sống. Có người là giáo viên, bác sĩ, có người là doanh nhân. Còn các cháu của ông sau này cũng thế, đều tiếp nối truyền thống hiếu học tốt đẹp của gia đình. Muốn xóa đói giảm nghèo là phải có học, phải có văn hóa. Nếu mình bên nông nghiệp đi, mình không học làm sao được kỹ sư nông nghiệp. Nếu nói gì tới nông nghiệp vậy, muốn làm kỹ sư nông nghiệp phải có văn hóa. Phải có văn hóa thì có thể mình xóa đói giảm nghèo được. Mình lo cho tâm thân mình, rồi còn lo cho xã hội, lo xây dựng đất nước. Song hành cùng việc chăm lo cho gia đình, chăm lo cho con cháu học hành, ông Tư Trưng còn là người khởi xướng việc thành lập chi hội khuyến học tộc họ Nguyễn, ấp Long Thới B, xã Long Thuận. Cũng nhờ có chi hội khuyến học này mà hàng trăm em học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn ở ấp Long Thới B được quan tâm, hỗ trợ kịp thời, giúp các em an tâm vững bước học hành. Từ nhỏ thì em nhận được sự quan tâm của tộc họ Nguyễn. Đối với em lúc đó là những món quà và chắc là hun đúc tinh thần em rất nhiều. Và ngay từ lúc đó em đã có thêm niềm tin và động lực để bước tiếp trên quãng đường học tập của mình. Nhờ sự san sẻ chăm lo kịp thời của chi hội khuyến học tộc họ Nguyễn nói chung, sự nhiệt thành, nhiệt tâm của ông Tư Trưng nói riêng đã góp phần giúp công tác khuyến học của địa phương đạt nhiều thành tích đáng trân trọng. 4 năm liền đều đạt danh hiệu cộng đồng học tập tiêu biểu, trong đó tỷ lệ trẻ trong độ tuổi đến trường đạt 100%, số học sinh đổ vào các trường cao đẳng, đại học ngày càng cao. Tộc họ Nguyễn thì thành lập từ năm 2004 đến nay, duy trì các hoạt động học hành cho con cháu trong tộc họ và lan tỏa ra toàn ấp Long Thới B này. Khi mỗi lần kết nối để có những cái hoạt động hưởng ứng tháng khuyến học, hưởng ứng cái học tập suốt đời thì dường như đã chạm đến trái tim của từng người dân trong ấp và họ tích cực đóng góp để xây dựng cái cộng đồng học tập ở ấp Long Thới B này đạt liên tục nhiều năm liền. Muốn tiến bộ mãi thì phải học tập. Quan điểm của Bác Hồ được ông Tư Trưng vận dụng hiệu quả và làm lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng.